Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Nếu chỉ nhìn vào bảng khắc chế của 18 hệ trong thế giới Pokemon với nhau và được hỏi rằng đâu là hệ yếu nhất, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng hệ băng chính là hệ kém nhất trong 18 hệ vì khi so về mặt phòng thủ, hệ băng không miễn nhiễm với hệ nào cả và chỉ được nhận một nửa sát thương từ chính hệ băng. Trong khi đó, có đến 4 hệ khắc chế tốt được hệ băng và thêm 13 hệ gây được sát thương bình thường lên hệ này. Nhưng đừng chỉ như vậy mà đánh giá thấp hệ băng. Riêng việc trước thế hệ thứ 6, hệ băng là một trong hai hệ duy nhất có thể khắc chế được hệ cực mạnh là hệ rồng thôi. Đó là một điều thể hiện cho sức mạnh tiềm ẩn cực kỳ lớn bên trong các Pokemon sở hữu hệ băng rồi. Vì vậy, trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu là 10 Pokemon có mang hệ băng trong người mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, theo ý kiến và đánh giá mang tính cá nhân của bọn mình nhé. Bọn mình sẽ chơi lớn khi bao gồm luôn tất cả các thể loại Pokemon đang có hiện nay, tức là bao gồm luôn cả Pokemon huyền thoại, huyền ảo và cả Ultra Beast. Và các hình dạng đặc biệt như tiến hóa Mega, kết hợp hay trẻ Gigantamax cũng sẽ là một điểm cộng được xét đến của các Pokemon. Tuy nhiên, vì đây là video nói về hệ băng, nên bọn mình sẽ chỉ đề cập đến các Pokemon có hệ băng là hệ đầu tiên thôi, còn các Pokemon có hệ băng là hệ thứ hai thì bọn mình sẽ không đụng đến. Lý do là vì bọn mình xét luôn cả Pokemon huyền thoại, nên nếu không có các tiêu chí để loại bớt thì chắc video sẽ không có chỗ cho các Pokemon thường đâu. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho suy nghĩ của bọn mình. Vì là video đầu tiên của series nên mở đầu hơi dài dòng. Còn giờ thì chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Vị trí thứ 10, Froslass. Froslass là Pokemon của thế hệ thứ 4 và là hình dạng tiến hóa của Snorunt giống cái khi các cô nàng Snorunt được tiếp xúc với Dawnstone. Froslass mang song hệ băng và ma và cũng là loài Pokemon duy nhất được sở hữu song hệ này tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, song hệ này cũng chẳng phải là một song hệ quá tốt khi ngoài việc giúp cho Froslass miễn nhiễm với hệ thường và giác đấu thì Froslass vẫn phải chịu sát thương lớn từ rất nhiều hệ, trong đó có đến 5 hệ khắc chế được Froslass. Về mặt chỉ số, Froslass có tổng chỉ số căn bản là 480, với chỉ số cao nhất là Speed 110, còn các chỉ số còn lại chỉ dừng lại ở mức ổn. Froslass có thể sở hữu một trong hai ability là Snow Clock và Curse Body. Nói thật thì Froslass cũng chỉ là một Pokemon ở mức ổn khi đi game, là một sự lựa chọn chấp nhận được khi mà người chơi không có những lựa chọn quá tốt cho vị trí Pokemon hệ băng trong team. Nhờ vào tốc độ cao, một điểm cộng khi mà các Pokemon hệ băng thường có tốc độ rất thấp thì Froslass sẽ không làm trainer của mình phải quá thất vọng đâu. Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia vào một trận đấu PvP và thấy Froslass là Pokemon đầu tiên bên phía đối thủ thì khả năng cao là bạn sẽ phải hy sinh Pokemon đầu tiên của bạn hoặc là phần sân của bạn sẽ đầy rẫy những cạm bẫy. Với chiêu thức gài bẫy như Spike, rồi thêm Taunt khiến cho Pokemon không thể phá bẫy, rồi thấy đánh không ổn thì chơi hẳn luôn Destiny Ball. Hậu quả mà Froslass để lại cho đối thủ là vô cùng khôn lường. Chính vì vậy mà dù đi game có hơi chút không ổn, nhưng sự cản tử của Froslass trong PvP đã khiến cho bọn mình phải nhắc đến tên của em nó ở vị trí thứ 10 này. Vị trí thứ 9, Regice. Regice là Pokemon huyền thoại của thế hệ thứ 3 và là một thành viên của gia đình những người khổng lồ Titans. Regice sở hữu bộ tổng chỉ số căn bản lên đến 580, với chỉ số Special Defense là 200, cao nhất nhì trong thế giới Pokemon ở thời điểm hiện tại. Theo sau là Defense và Special Attack đều là 100, còn các chỉ số còn lại đều dưới 80. Một bộ chỉ số rất ổn, đặc biệt là ở mặt phòng thủ. Vì vậy, Regice không cần phải được setup quá nhiều, la vào thì cứ thế mà tấn công dồn dập đối thủ thôi. Thêm nữa, là Regice có thể sở hữu một trong hai ability là Clear Body bảo vệ cho chỉ số và Ice Body giúp cho Regice hồi HP trong bão tuyết, càng giúp cho Regice tự tin hơn trong mặt trận tấn công. Nhưng dù sao đi nữa, thì Regice vẫn còn điểm yếu là quá chậm. Nếu cải thiện được tốc độ thì Regice sẽ trở nên lợi hại hơn. Với đó là trainer của Regice cũng phải cẩn thận trong việc lựa chọn đối thủ cho Regice. Pokemon này chỉ mang đơn hệ băng khiến cho Regice bị khắc chế bởi 4 hệ và đa phần đều là các hệ chuyên gây sát thương vật lý. Và với chỉ số Defense chỉ là 100, Regice cũng phải biết phân biết thận. What the hell? À nhầm, biết thân biết phận mà né những hệ đó ra. Chính vì vậy mà dù là một Pokemon huyền thoại, nhưng bọn mình cũng chỉ có thể cho Regice được đứng ở một vị trí không quá cao trong bảng xếp hạng này.
Vị trí thứ 8, Avalok. Avalok là Pokemon của thế hệ thứ 6 và là hình dạng tiến hóa của Bergmite. Và đây mới chính là bức tường băng vững chắc. Avalok mới thật sự là một Pokemon hệ băng được đánh giá cao nhất trong khả năng phòng thủ. Mang đến hệ băng và sở hữu chỉ số Defense lên đến 184. Dù là các hệ khắc chế được Avalok cũng phải khá mệt mỏi với sức phòng thủ của Pokemon này, chứ đừng nói đến các hệ còn lại. Thêm nữa là ba ability mà Avalok có thể sở hữu là Old Tempo, Ice Body và Sturdy càng tăng thêm sức phòng thủ và khả năng chống chịu của bức tường băng này. Về khả năng tấn công, Avalok cũng sở hữu chỉ số Attack là 117, đảm bảo cho Avalok có độ ra sát thương ở mức tốt. Và sau thế hệ thứ 8, Body Press là chiêu thức bắt buộc mà Avalok phải học để phản công. Và một khi đối thủ đã bị dính đòn Body Press do Avalok sử dụng, thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dù vậy, vì tổng chỉ số căn bản là 514 và hai chỉ số Attack và Defense đã chiếm quá nhiều phần, thì các chỉ số còn lại đều là khá kém, nhất là tốc độ. Nhưng không sao, đã là Tanker thì ngại gì đi sau. Còn nếu được đánh cặp với đồng đội có thể cải thiện được tốc độ cho mình, thì Avalok cứ thế mà càng quét. Regice, hãy nhìn vào Avalok mà học tập đi. Vị trí thứ 7, Alolan Ninetales. Alolan Ninetales được phát hiện lần đầu tiên ở vùng đất Alola, nhưng là một Pokemon thuộc thế hệ đầu tiên và là hình dạng tiến hóa của Alolan Vulpix. Alolan Ninetales mang song hệ băng và tiên, một song hệ cũng chẳng mấy gì là tốt. Bộ chỉ số căn bản cũng chỉ là 505, với Speed và Special Defense là hai chỉ số duy nhất từ 100 trở lên, khi lần lượt là 109 cho tốc độ và 100 cho thủ đặc biệt. Còn các chỉ số còn lại đều dưới 81, nhìn chung là khá bèo. Nhưng nhờ vào việc sở hữu ability The Snow Warning, giúp cho mỗi lần Alolan Ninetales có mặt trên sân, Pokemon này sẽ chịu hồi thời tiết bão mưa đá. Một thời tiết nâng cấp của mưa đá. Mưa đá chỉ xuất hiện trong 5 lượt, còn bão mưa đá sẽ kéo dài trong suốt trận đấu, dù cho Alolan Ninetales có không còn trên sân. Còn về mặt hiệu ứng thì cả hai đều giống nhau. Quan trọng nhất là rút máu đối phương sau mỗi lượt, và giúp cho Blizzard luôn luôn đánh trúng mục tiêu. Nhưng quan trọng hơn cả là nhờ vào Snow Warning, Alolan Ninetales sẽ có thể tự mình thiết lập thêm Aurora Veil. Chiêu thức hiệu ứng giúp cho sát thương mà Alolan Ninetales phải nhận được giảm xuống một nửa trong 5 lượt. Thậm chí, trong khi Aurora Veil còn đang hoạt động, các Pokemon đồng minh của Alolan Ninetales được tung ra để thay thế, cũng được Aurora Veil bảo vệ luôn. Ability Snow Warning và chiêu thức Aurora Veil, một combo rất bá đạo mà rất rất ít Pokemon sở hữu. Và Alolan Ninetales là một trong số đó, giúp cho Pokemon này dù không có chỉ số cao, nhưng vẫn đủ để gây sát thương lẫn phòng thủ tốt, đồng thời cũng là một support vô cùng lợi hại cho các Pokemon đồng đội. Vị trí thứ 6, Vanilluxe. Vanilluxe là Pokemon của thế hệ thứ 5 và là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Vanilluxe. Với việc Vanilluxe có thể sở hữu ability Snow Warning cùng chiêu thức Aurora Veil, nên Pokemon này hoàn toàn có những đặc điểm và sức mạnh trong chiến đấu giống hệt với Alolan Ninetales mà mình vừa mới đề cập ít phút trước. Nhưng thậm chí, Vanilluxe còn nổi trội hơn Alolan Ninetales vì bộ chỉ số căn bản của Pokemon này nhỉnh hơn cô nàng kéo chính đuôi kia. Khả năng phòng thủ cân bằng hơn, sức tấn công vượt trội hơn hẳn. Dù Speed có phần hơi thua kém, nhưng như vậy cũng đủ để Vanilluxe trở thành cái tên có thể khai chuyển combo Snow Warning và Aurora Veil tốt hơn Alolan Ninetales và xứng đáng đứng trên Alolan Ninetales một bậc. Tuy nhiên, điều người chơi cần chú ý là Vanilluxe không thể học Aurora Veil bằng cách thông thường như lên level hay bằng TM được. Muốn sở hữu được một Vanilluxe có Aurora Veil thì người chơi phải ấp trứng và nở ra một Vanillite có sẵn Aurora Veil, rồi mới từ từ train lên Vanilluxe. Đó là cách duy nhất, nghe cũng khó khăn và mất thời gian đấy, nhưng kết quả nhận lại được là vô cùng xứng đáng. Vị trí thứ 5, Glaceon. Glaceon là Pokemon của thế hệ thứ 4 và là một trong các hình dạng tiến hóa của Eevee khi Eevee được tiếp xúc với Ice Stone. Glaceon là một Pokemon vô cùng dễ xài và luôn luôn được khuyến khích sử dụng trong quá trình đi game. Là một Pokemon chắc chắn sẽ phải lấp tốt vị trí Pokemon hệ băng trong team của mọi người chơi. Glaceon mang đơn hệ băng cùng bộ chỉ số 525 được phân chia vô cùng hợp lý. 130 cho Special Attack, 110 cho Defense, 95 cho Special Defense, 65 cho cả HP và Speed, và cuối cùng là 60 cho Attack. Hai ability mà Glaceon có thể sở hữu là Snow Clock và Ice Body. Không hẳn là hai ability tốt, nhưng cũng có lúc Glaceon cần tới. Glaceon cũng không sở hữu một chiêu thức nào đó quá đặc biệt.
Tóm lại, không có quá nhiều điều để nói về Glaceon. Người chơi hoàn toàn có thể sử dụng Glaceon mà không cần phải setup gì cả. Cần lắm thì có thể cho Glaceon setup thời tiết thôi. Sự đơn giản, dễ dùng, dễ chơi, nhưng lại mang lại hiệu quả tối ưu của Glaceon, giúp cho Pokemon này được rất nhiều trainer ưa chuộng. Vị trí thứ tư, Mamoswine. Nếu nhắc đến các Pokemon hệ băng mà không nhắc đến Mamoswine thì quả là một thứ sót. Một Pokemon có thiết kế của loài voi mammoth, một loài động vật vô cùng hùng mạnh và to lớn của kỷ băng hà. Khá đáng buồn khi Mamoswine không to cho lắm, nhưng cũng đủ để ai cũng biết là Pokemon này mạnh đến cỡ nào. Sở hữu song hệ băng và đất, một song hệ được đánh giá cao ở mặt tấn công, cộng thêm chỉ số tấn công vật lý lên đến 130, giúp cho Mamoswine trở thành một cỗ máy phá tường đâm thành vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là với các bức tường đá và thép. Thêm nữa là chỉ số HP và Defense cũng khá ổn khi lần lượt là 110 và 80, nên khả năng chống chịu của Mamoswine cũng không phải là quá tệ. Với thân hình đồ sộ, mà Speed là 80 cũng là một điểm cộng nhỏ cho Mamoswine. Sở hữu 3 Ability là Oblivious, Snowclog và Thick Fast đều rất tốt. Trong đó thì Oblivious và Thick Fast tùy vào cách sử dụng của trainer sẽ là 2 Ability mà Mamoswine nên sở hữu nhất và giúp cho sức phòng thủ của Mamoswine được củng cố đáng kể. Thiết kế đẹp, rất mạnh, rất trâu, nhưng rõ ràng là tiềm năng phát triển của Mamoswine vẫn là rất lớn. Những người yêu thích Pokemon trên toàn thế giới chắc đều có chung cảm nhận rằng nhà sản xuất vẫn còn đang che giấu sức mạnh thực sự của Pokemon này. Và trong thời gian tới, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Mamoswine sẽ nhận được một sức mạnh mới thông qua việc thế hệ thứ tư sẽ được làm lại. Vị trí thứ ba, Articuno. Articuno, Pokemon huyền thoại đầu tiên và cũng là vị thần đầu tiên mang sức mạnh băng giá trong Pokédex, nên tất nhiên là Pokemon này sẽ phải có chỗ đứng trong video này rồi. Articuno có tổng chỉ số căn bản là 580, với các chỉ số phòng thủ tốt là 125 cho Special Defense và 100 cho Defense, và các chỉ số còn lại đều nằm trong khoảng từ 85 đến 95. Một bộ chỉ số thể hiện được bản chất huyền thoại của Articuno, nhưng cũng khá đáng buồn cho Articuno khi Pokemon này lại mang song hệ băng và bay, khiến cho Articuno dù có các chỉ số phòng thủ cao nhưng cũng khó để mà được xem là một tanker tốt. Thêm nữa là hai ability mà Articuno có thể sở hữu cũng không có gì là quá đặc biệt hay giúp cho Articuno trở nên mạnh hơn đáng kể. Vì vậy, Articuno nói riêng và các thành viên còn lại của bộ ba thần điểu nói chung thường xuyên bị các trainer xa lánh. Việc Articuno có được vị trí thứ ba trong danh sách này của bọn mình là dựa nhiều vào thiết kế đẹp, bản chất là Pokemon huyền thoại, cùng bộ chỉ số tốt để đi game thông thường. Còn nếu để nói về PvP, thì Articuno vẫn phải chờ đến khi có được sự nâng cấp nào đó để trở nên tốt hơn. Còn hiện tại thì ổn thì có ổn đấy, nhưng vẫn được xem là khá mạo hiểm. Vị trí thứ hai, Galarian the Manitan. The Manitan là Pokemon thuộc thế hệ thứ 5, nhưng ở vùng đất Gala, Pokemon này được tìm thấy với hình dạng mới. The Manitan ở vùng đất Gala mang đơn hệ băng và là một trong những Pokemon thường mạnh nhất từng được giới thiệu. Tổng chỉ số căn bản là 480, với chỉ số Attack vượt trội 140, theo sau lần lượt là HP 105 và Speed 95, còn các chỉ số còn lại đều dưới 55. Có thể thấy là chỉ cần nhận một đòn đánh từ Galarian the Manitan thì khả năng cao đối thủ sẽ không thể qua khỏi. Nhưng để chắc chắn rằng đối thủ sẽ phải lên bảng đếm số sau một đòn thì the Manitan vùng Gala còn được bổ trợ thêm bởi Ability độc quyền Gorilla Tactics. Gorilla Tactics giúp cho chỉ số Attack của Galarian the Manitan được tăng 50% khi vào trận, nên sức mạnh của Pokemon này là quá khủng khiếp. Nếu trainer vẫn thấy chưa đủ thì ok, the Manitan có thể mang thêm các item Choice Band nữa, với công dụng giống hoàn toàn với Ability Gorilla Tactics, và khi cả hai kết hợp lại, chỉ số Attack của Galarian the Manitan khi vừa vào trận sẽ tăng 225% và đạt con số 315. Vì vậy, nếu không thể đánh trước the Manitan vùng Gala với các đặc điểm trên, thì các Pokemon đối thủ cứ từ từ nắm tay nhau lên bảng đếm số nhé. Chưa dừng lại ở đó, nếu không sở hữu Ability Gorilla Tactics thì the Manitan vùng Gala còn có Ability thứ hai là Gen Mode. Khi the Manitan vùng Gala với Ability Gen Mode chỉ còn một nửa HP hoặc ít hơn, Pokemon này sẽ chuyển thành hình dạng Galarian the Manitan Gen Mode và có một sức mạnh hoàn toàn mới. Song hệ giờ đây là băng và lửa, tổng chỉ số căn bản là 540 với Attack được tăng lên thành 160, còn Speed cũng nhảy vọt lên 135. Chỉ vậy thôi là đủ đảm bảo cho việc tốc chiến, tốc thắng của Pokemon này rồi. Dù cho ở cả hai phiên bản, khả năng phòng thủ của Galarian the Manitan cũng không tốt,
nhưng tầm này thì ai cần chơi phòng thủ nữa. Chắc gì đối thủ còn sống để đụng đến Pokemon người tuyết này. Và Pokemon thuần hệ băng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại theo nhận định của bọn mình là Glastrier. Glastrier là Pokemon huyền thoại của thế hệ thứ 8, được phát hiện ở vùng đất The Crown Tundra, thuộc vùng đất chính Gala, và được biết đến là một chiến mã của vị vua Calyrex. Tuy vậy, Pokemon này hoàn toàn có thể độc lập chiến đấu, cũng như là có một sức mạnh riêng của mình. Glastrier mang đơn hệ băng với tổng chỉ số căn bản là 580, ngoài chỉ số speed kém là 30 và special attack là 65 ra, thì các chỉ số còn lại của Glastrier thật sự là vô cùng vượt trội. Bộ ba chỉ số HP, Defense và Special Defense vô cùng chất lượng, giúp cho Glastrier thật sự rất trâu bò và hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò tanker trong team. Thêm nữa là chỉ số Attack cao nhất trong bộ chỉ số là 145, cũng đảm bảo cho việc Glastrier sẽ tiễn khá nhiều Pokemon đối thủ rời sân. Và nếu như Glastrier làm được điều đó, thì ability độc quyền cũng như là duy nhất của Pokemon này là Chilling Knight sẽ được kích hoạt. Chilling Knight sẽ tăng chỉ số Attack của Pokemon sở hữu lên một bậc mỗi khi Pokemon đó trực tiếp đánh bại một Pokemon trên sân. Và với tất cả những điều đó, Glastrier gần như sẽ trở nên mạnh hơn sau mỗi lượt đánh. Cũng phải thừa nhận là khá đáng tiếc cho Glastrier khi tốc độ của Pokemon này là quá kém dù cho có tạo hình của loài ngựa. Nhưng với sức phòng thủ vượt trội như vậy thì khả năng có thể phản công của Glastrier là rất cao. Thêm nữa là nếu được đồng đội hỗ trợ bằng Trick Room thì đường sống nào dành cho các đối thủ của Glastrier cơ chứ? Vị trí Pokemon thuần hệ băng mạnh nhất hiện tại khó thoát khỏi chân của Glastrier. Và đó là top 10 Pokemon hệ băng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại theo nhận định của bọn mình. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những cái tên trên? Các bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định của bọn mình? Hãy bình luận bên dưới để mọi người cùng biết và bàn luận nhé. Và đừng quên cho bọn mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube PHG Center nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. GG, everyone.